Vâng, chào các bạn. Thì cũng lâu lắm rồi Huyền Phượng Vũ cũng chưa được ra sân chơi, và cũng đang trong cái giai đoạn gọi là được tu luyện lại những cái giai đoạn mà có một giai đoạn bị bỏ, nó cũng bị hỏng một số những cái bông răm. Thì qua một cái giai đoạn đó thì bây giờ cũng đang được trùng tu trở lại. Thì chúng ta cùng đến để tham quan. Và thực sự cái cây Huyền Phượng Vũ này thì nhìn thân pháp thì cả bóng dáng rất là phiêu phê, và đặc biệt đấy là cái thân pháp của nó thì nó quá già quá chun nhăn, và một số những cái vị trí ngày trước mà nghe nói nó bị cháy trong một cái giai đoạn anh em để nó cháy, để xem bây giờ đến lúc nó có hồi phục lại được cái phần đó không. Thì bây giờ chúng ta cùng vào để tham quan để chứng minh lại là cái cây này đến bây giờ nó như thế nào. Và có một giai đoạn là anh em nói là nó bị cháy ghê lắm, sợ nó hỏng một cây, nhưng đến bây giờ thì cũng cảm thấy là ổn. Hôm nay được trực tiếp ngắm nhìn lại là thì cây cũng đã được hồi phục này. Đây, cái giai đoạn này là trước nó bị cháy, nó bị gì? Nắng nắng nó tạt vào, và khi mà họ không chăm không tưới được thì nó rạ nắng vào. Thì ngày đó nhìn thì ai cũng cứ nghĩ là cái phần này nó bị cháy, nó cháy kinh khiếp lắm. Thế nhưng mà đến một quá trình thời gian sau khi chăm sóc trở lại thì nó lại được từ trong nó đẩy ra, tức là nó chỉ bị cháy cái phần ngoài nó rộp ra thôi. Đấy. Sau giờ lại đùn, nó lại đang đùn lên này. Như vậy là đang vẫn là cái độ nguyên bản và độ xịn sò chưa bị mất quý vị nhé. Nó chỉ là cháy rộp vỏ nhạn thôi. Đấy. Bởi vì cây nó già, cái độ thích nghi của nó ghê gớm. Nhiều lúc anh em bảo chỗ này là cháy 100% là phải mất mất cả tảng, bong cả mảng rồi này. Đấy, thế nhưng mà vừa rồi cũng rất may này, là đã được đun từ trong đẩy lên và bắt đầu nó đang đang bong cái giáp nhạn này ra, bắt đầu nó trở lại cái trạng thái như ban đầu. Như thế vậy là rất là may mắn, chịu được qua một cái sóng gió nữa. Qua mỗi một đợt sóng gió thì cái cây lại được tôi luyện. Đấy, phải qua những cái gian nan thử thách đó thì những cái siêu phẩm này càng ngày nó càng được thể hiện và khẳng định chính mình. Nó những cái đồ chất chát và đồ quý, và chịu được những cái sự khắc nghiệt. Đấy, nó đã càng ngày càng khẳng định được cái bản năng của những cây già, cây quý. Nó chịu được mọi cái thời tiết khắc nghiệt. Nhiều khi cứ nghĩ là chết rồi nhưng mà chưa chết. Cháy rồi mà chưa cháy. À. Đấy, qua những cái lúc gian nan thử thách như thế. Chứ những cây mà trẻ trẻ bánh tẻ mà lon một phát là đi luôn đấy quý vị ạ. Nhưng mà những cái cây già như thế này thì đấy, lắng dạ như thế cũng không sao. Tồn tại với bất kỳ mọi cái thời tiết khí hậu khắc nghiệt. Do chủ nhân họ lúc đó họ thực sự là chưa yêu cây lắm, cho nên là bỏ giai đoạn nó hơi bị xót xa. Nhưng đến giai đoạn này thì là cũng ok rồi, chứng minh là còn nguyên vẹn nguyên bản. Chúng là cháy quả ấy thì một mảng to như thế nó cũng xót lắm đấy quý vị ạ. Và đặc biệt những anh em nào yêu cây mà nhìn những cây quý như thế mà bị thấy nó xót lắm, thế nhưng đến bây giờ lại thấy bình phục trở lại, rất là vui mừng. Ngay như bản thân tôi cũng thế, nhìn một tác phẩm quý như thế này mà được hồi phục lại như thế này và lại còn nguyên bản không việc gì, vui lắm quý vị ạ. Đang được ngắm những cái đồ giả là cảm xúc sướng như thế này mà nó có cái gì nó bị ảnh hưởng là mình cũng xót xa, mặc dù không phải là của mình nhưng dù nó là cái báu vật chung của anh em trong làng cây. Tất cả những anh em nào yêu cây thì cũng đều trân quý những cái cây quý, mặc dù là của ai đi chăng nữa, thế nhưng mà nó còn tồn tại là mình còn được ngắm, còn được chiêm ngưỡng. Chứ nó có vấn đề gì thì là mình cũng tiếc lắm, xót lắm. Như hôm nay thông báo cho tất cả anh em yêu cây trên cả nước là cây đã về trạng thái nguyên bản, xịn sò, không vấn đề gì xảy ra sau khi đã trải qua những cái cơn sóng gió này. Càng ngày là càng chun nhăn hết tất cả những cái rễ này. Trước nó chưa thấy chun đâu, nhưng đợt mới đợt vừa rồi đấy, sau qua trải qua cái kham khổ thì nó lại có một cái hay. Ngoài cái chịu được cái kham khổ thì cái cây nó lại chun nhăn lên.
nó lại gồng mình lên để nó chống chọi với thiên nhiên, thì cây nó lại cảm giác nó già, nó lên, nó lu lên, rồi độ chun độ nhăn lại càng đẹp hơn đấy. Đấy, cho nên là cây cũng phải được tôi luyện. Thấy không? Đỏ rực này. Đấy, như thế là được tôi luyện, là lại cục lu hết. Đấy, đây, những cái bộ bông dăm này chun chuẩn. Ra tận là dăm hết. À đây, vừa rồi là cũng đang bị chỗ này bị bỏ dăm này. Nó cũng đang thiếu ánh sáng, thực ra cái góc này là đang bị thiếu ánh sáng. Nếu như chăm sóc tốt thì không sao, nếu mà bỏ mình không chăm sóc tốt cái thì là cái phần thiếu ánh sáng nó sẽ bị bỏ dăm. Bỏ chi. Đây là bởi vì nó nằm ở trong gầm để nó che, mà nó một cái bông tô để nó che thôi. Trên này view rồi là thiếu ánh sáng, để chăm sóc không không khéo không tốt, nó thiếu nước, nó cũng sẵn sàng nó bỏ nó ra đi đấy, đang được phục chế trở lại. Đây anh Dượng ngay đang phục chế trở lại, đến bây giờ thì bông dăm cũng đã hầm hòm rồi, sắp ok đến nơi hết rồi. Chắc là chỉ một hai lần nọc tới nữa là lại về trạng thái nguyên bản. Những cái bông dăm thì mình có thể phục chế nó nhanh mà nó cũng đỡ, nhưng mà đặc biệt những cái rễ to kìa và thân pháp kìa, nó mà cháy cái phần nào đi thì rất là tiếc, bởi vì những cái vị trí đó tuổi đời nó lên đến hàng rất nhiều năm, hàng trăm năm không nói, thế nhưng mà chắc chắn là nó cũng phải nhiều chục năm thì nó mới có được những cái bộ rễ và thân pháp ra như này. Và mỗi một lần mà nó bị cháy như này, cháy cái phần này và cháy những cái phần quý như thế này thì nó khó đỡ lắm, khó chữa lắm, nhưng mà nó vẫn còn tồn tại, còn nguyên bản được, như thế là mới là tuyệt vời, xịn sò. Đấy, sợ nhất là sợ nhất là những cái phần đó quý vị ạ. Anh à, vâng, em mới về đấy. Đây đang chia sẻ cho khán giả thăm cây Huyền Phượng Vũ. Vâng, chào anh. Anh chia sẻ đi. Vâng. Anh à, anh mới đây này. Đấy, bông dăm này quý vị, tiếp tục vào cái câu chuyện này. Cây này thì đúng là già tận này, chi dăm, bởi vì cây này được hoàn thiện rất là sớm này, nên những cái chi dăm của nó cũng già. Nó mất tí phần dăm thì nuôi thì nhanh, nhưng mà cái phần thân pháp chính mà bây giờ mà bị làm sao thì đúng là mãi không cứu được nó, mà cả đời không cứu được, không thể chặt vá được. Cho nên là nó tồn tại được như thế này là rất vui mừng rồi quý vị ạ. Đấy. Những cái phần chỗ này mới là cái tảng u cục lù biếu mới kinh điển. Là như một cái con bọ nó bó vào cái cây, sợ thật. Như con yêu quái. Nhìn nó xù xì và các bạn sợ. Xù xì chun nhăn u cục. Gớm thật nhỉ. Thế đến bây giờ thì khẳng định cái Huyền Phượng Vũ là gần được trở lại trạng thái nguyên bản như ban đầu. Chỉ có một chút xíu những cái bông dăm ở phía trong này là đang thiếu ánh sáng thì nó hỏng mất thôi. Thì cái bông dăm thì không không ngại, phục chế nó nhanh thôi. Nó tí ở cái đâu ngoài. Nhưng quan trọng nhất cái thân pháp chính này, không vấn đề gì là các bạn thấy ok rồi, là may rồi. Như thế là một cái tin rất vui cho anh em trong làng cây. Một cái siêu phẩm vẫn được tồn tại với thời gian 5 tháng. Và qua cái đợt tu luyện khổ sở như vậy thì cây đã chứng minh cái tố chất của cây luôn luôn tồn tại và bền vững với thời gian 5 tháng, mặc dù rất khắc nghiệt, nhưng sau khi mỗi một lần được tu luyện thì đúng là nó cũng đã chuồn chuồn lên rất nhiều và chứng minh được đó chính là cái phần bộ rễ này. Ngày trước là nó còn nhặn, nhưng bây giờ nó đã chun nhăn hết lên, thể hiện cái nét thời gian 5 tháng vô cùng kinh điển. Đấy, nhìn chỗ này các bạn này phê không? Đấy, nó chun nhăn này. Nó như là hóa đá cả ở cái phần rễ này. Đúng là có khổ sở, có khó khăn thì mới biết được cái tác phẩm nó có giá trị như thế nào. Càng ngày càng quý sau mỗi một lần tu luyện.
không biết quý vị sao, nhưng với bonsai Đinh Vượng thì đây này, những cái phần rễ mà đã được như thế này thì vô cùng kinh điển. Nó cứ chun chuẩn. Này, thân đường chạy. Vừa rồi là bonsai Đinh Vượng đã chia sẻ cho quý vị yêu cây trên cả nước tham quan lại cái tác phẩm Huyền Phượng Vũ. Và đến bây giờ thì nó hoàn toàn là còn nguyên bản, nguyên zin, không bị cháy, không bị hỏng. Cuối cùng bonsai Đinh Vượng cũng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cuối video tiếp theo.